Chào mừng các bạn đã đến với kênh Thánh NDE. Video chia sẻ hôm nay chúng ta cùng nhau đến với dự án BitIL. Tham gia dự án hôm nay thì các bạn sẽ cần vào link phía dưới phần mô tả video, sau đó các bạn nút Start để join bot. Tiếp theo chúng ta ấn vào nút Join group. Các bạn lần lượt join vào group Telegram cái channel như vừa đầu tiên. Rồi kế đó chúng ta mở cái Twitter ra. Subscribe kênh YouTube, chúng ta mở cái YouTube này. Join tiếp kênh channel, ở đây thì kênh channel liên kết này nguồn iRoot Star, chúng ta mở tiếp kênh Twitter iRoot Star nữa. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chúng ta làm này, follow cái YouTube này, follow này, copy username của dự án BitIL, kéo dưới bài đăng đầu tiên này chọn Clotis, thêm username vào phần comment Clotis. Ở phần Twitter của iRoot Star chúng ta tìm đến dự án này này và retweet. Rồi ấn nút đăng ký. Ở đây nó hỏi là laptop, mình sẽ chọn hẻm cái máy tính nhé, điền email. Địa chỉ IP20, các bạn dùng ví MetaMask hoặc ví ETH ở trên chất Colit anh em nhé. Twitter link. Ta mở phần profile ra để copy phần profile link. Với phần profiling của Twitter link phía dưới đây. Retweet link các bạn chọn tweet Tepni. Kéo dưới tìm bài đăng BitIL của gắn username đấy. Copy phần profiling, ấn thời gian, copy phần profiling và kết paste đây. Tiếp theo, kênh YouTube chúng ta chọn I have a joy. Bây giờ chúng ta sẽ ấn vào phần avatar, ấn vào kênh của bạn. Copy phần profiling của kênh YouTube và chúng ta paste vào đây. Chọn I have a joy. Chọn I have a joy tiếp. Do một trong ba group ở đây thì mình đã join vào group thứ ba rồi. Chúng ta chọn đô, hoàn thành nhiệm vụ của chương trình iRoad ngày hôm nay. Ok, và rồi chúng ta đã cùng nhau chia sẻ với chương trình iRoad với dự án BitIL. Bây giờ thì mình sẽ gửi tới anh em video hướng dẫn. Cảm ơn em đã theo dõi video và xin chào các bạn. Giờ tiếp theo.